Ủa anh, sao người lớn hay đánh bài quá vậy? Anh cũng không biết nữa. Ba em hay đánh bài lắm á. Còn ba anh thì sao? Ba anh cũng hay đánh bài lắm. Ý, ở đó có cái gì đẹp quá vậy? Ở sau tay anh có cái gì đẹp quá vậy? Ba anh nói đây là thứ duy nhất mà mẹ anh để lại cho anh đó. À. Ngọc. Bà cấm con chơi nói mà. Anh ấy là bạn của con chỉ có anh ấy thôi mà. Không có bạn bè gì hết, về. Đừng có buồn nữa con trai. Mình đi về đi. Giờ mày muốn chơi sao? Chơi như cũ thôi. Mới được lắm. Cuối cùng mày cũng thua trong tay tao. Đưa nó ra. Ờ, cái mấy con, đừng có chạy. Ngon, đứng lại, đứng lại.
Ê Long, mày ăn cái gì mà suốt ngày mày ngậm cây tâm hoài vậy? Không ăn gì hết. Mà ngậm tâm á là một phương thức đánh lừa bao tử. Mày hiểu không? À, rồi nãy mày ăn được bao nhiêu? À, tao cũng không biết nữa. Còn mày? Tao cho mày ăn xin hết rồi. Vì tao nghĩ bây giờ tiền đối với tao không cần thiết mấy. Ngon, ơi ngon. Mày làm như vậy chừng nào mày giàu nổi? Mày lo xa quá, từ từ sẽ giàu thôi. Thôi, đi về. Tính tiền. Ê, em gái, đi đâu vậy cưng? Đi đâu mà nhanh vậy? Ê, làm gì vậy? Mẹ làm gì vậy? Mẹ làm gì vậy? Dễ thương, dễ thương. Mẹ anh biết đi. Tôi còn ai không? Còn ai? Còn ai? Còn ai vậy? Còn ai vậy em? Ba bố. Ba bố. Là em. Ba bố là ai vậy em? Là ai vậy? Ngon dữ rồi em. Tao tụi bay. Đi chơi đi em. Trời ơi, đừng làm gì. Mày nhớ nha. Mày nhớ nha sao mày. Mày nhớ đó. Mày nhớ đó. Sao anh cứ theo tôi hoài vậy? Tôi chỉ muốn đảm bảo an toàn cho cô thôi. Cảm ơn anh. Nếu có gì chúng ta sẽ gặp lại. Đừng theo tôi nữa. Dạo này tao thấy sao mày càng ngày càng rồi mày. Mày thấy tao ngậm tâm miếng không? Ủa? Ai vậy? Bạn tao. À, người quen. Người quen. Ờ, tới, tới. Ngon. Hai. Chào em. Đây, có xe đâu. Mày làm gì hả? Có xe đâu, làm gì? Đi chơi với em nha. Hả? Mày coi cái gì? Hả? Mày. À, ui da. Ây da. Ây da. Ây da. À, à. Ê, ê, ê. Đi chơi vui với mày. Lần đầu tiên anh đi mô tô nên chưa quen lắm. À, anh có cái này cho em xem nè.
Gì? Mình đánh bài đi. Em thấy bà đánh bài vui lắm á. Em biết chơi không? Dạ biết. Ừ, vậy thì chơi. Rồi, đặt bài em xuống. Vậy là em thắng anh mất rồi. Đứng dậy. Giải tính hơn em mày hả? Ba anh được thì còn anh được. Mày giống mẹ mày quá biết. Mẹ tôi đã chết, ông đừng bao giờ đụng tới mẹ tôi. Con với bố thích tụi bay. Mấy anh muốn gì?
Ê Phong, sao mày? Tao biết nhà của con tiểu thư nhỏ mày thích á. Sao biết hay mày? Ừ. Mà muốn vô được đó là phải có... Mày chạy vô lấy tờ ly nước đi, lẹ đi. Ừ. Ok. Uống nghe em. Dạ cảm ơn anh. Dạo này tụi kia nó còn kiếm chuyện với em nữa không? Dạ không còn anh. Anh thấy tụi nó bê đè chết bà. Hả? Sao anh biết? Anh thử rồi. Ủa em. Ủa anh Phong. Ê vô đi mày. Tao đi tắm đây. Ừ đi. Ủa em tới lâu chưa? Mới tới anh. Em uống nước đi. Dạ. Tôi có việc bận, tôi đi trước nha. Hai người nói chuyện vui vẻ. Ừ. Anh làm gì? Ông chủ kêu tôi về. Em xin lỗi nha anh Phong. Đi về. Tại sao ba làm như vậy? Ba cảm ơn dâu dù những lỗi người đó nghe chưa? Mắc dạy. Trang ký ức lúc có anh nơi này thì nhận ra lòng còn yêu anh đây. Mình đã xa nhau lâu lắm, có lẽ anh giờ đang bên một người anh yêu. Ngày mình chia tay anh nói có lẽ do định mệnh, phải vậy không thì anh đã thay lòng. Người ta thường nói xóa sang tình mới đẹp, thường nỗi mất nhau thì mà nhớ. Thế nhưng em không mong, không muốn như vậy đâu. Tại sao anh không ở bên em trọn đời? Giờ em đã khép trái tim nấy tháng ngày, vì em sợ lắm nếu yêu lại giang dở. Giống như anh yêu em giây phút xong rồi đi, rồi lại nói xa để mình. Thì tôi nghiệp em. Tối hôm qua, mày bị gì đó? Cũng vì con bé rồi đúng không? Anh. Ủa em làm gì đây? Tại sao hôm qua anh gọi không bắt máy? Em xin lỗi. Hôm qua em bận. Chị Sáu nhà đi chơi mộng rượu.
cho em chơi với nhà. Bây giờ mình chơi ai thua trả chung nhậu nha. Ghê. Trả chung nhậu đó. Anh đánh nha, em đi nghe điện thoại. Biến kìa mày. Biến rồi. Đi tụi bay.
Thế này là như thế nào? Trả tao. Ê Phong, mày thấy tao đúng không? Muốn vô đây phải lập VIP mới được vô. Ủa vậy hả? Vậy sao vô được anh? Vì tao là VIP. Ủa mày là VIP hả? Đáng lẽ thì không phải, mà tao cho thằng dưới xe 20.000 kêu nó anh gọi tao bằng anh hai, tao được vô thôi. Mẹ lắm. Đáng lẽ. Tao có bạn kìa, tao vô nha. Vô đi. Ok. Ê, đi đâu ơi? Đi chơi thơ làm gì vậy? Chỗ này không phải là chỗ để vui chơi á. Ngốc, ngốc, ê, ngốc, ngốc ơi. Đi ra, đi ra, đi ra, ngốc. Đi ra. Đi ra. Về Long. Dân dân. Thôi, chào mấy cưng nha. Alo, anh ba hả? Ở trong này có hai thằng nhóc ăn nhiều tiền lắm. Dạ, dạ biết rồi. Dạ, dạ, dạ. Kỳ này tao về cho mua cho mày một chiếc vé 1.000 để mình ghế máy luôn, mình không còn đi bộ nữa. Mày có nhớ con nhỏ mập không? Ồ, con mới mập đến bạn ngu lên mà. Ừ, con nhỏ đó thì tao nói thì tao cũng sợ nó luôn á. Nó vui thiệt. Ơi. Ba. 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 Quà con đâu? Ba khỏe ba. Ờ đi về về nè. Thằng Phong nó phá lắm ba ơi. Con nói ba nghe nè. Về kỳ này là ở nhà này xây nhà lớn dạ, rồi. Thằng này nó hay đánh bài lắm ba ơi. Kỳ này về nước, ba gọi con ra có chuyện gì không? Thằng Long đâu? Dạ, Long đang ở nhà. Ừ. Ba có vòng này muốn trao cho con. Kỳ vậy? Sao vậy? Ba đâu? Ba đâu? Đứa là phá. Mày giỏi lắm, dám lấy tiền của tao đi hả? Nếu muốn gặp bà của tụi mày, mày mang tiền đến đây. Hey. Tìm. Ba tôi đâu? Ba. Ba. Ừ. Bây giờ muốn gì? Đánh bài thôi, chủ yếu kiếm tiền thôi. Coi như đủ chưa? Giỏi lắm con trai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Không. Ê, mày để tao. Từ đó giờ tao với mày chưa ai gọi là anh hai hết. Nếu mày thắng, tao sẽ gọi mày là anh. Mến thì đến với mày thôi. Chưa? Chán là tôi cá luôn cái tay của ông. Mến thì đến với mày luôn. Chia. Hồi xưa thôi. Kỳ vậy? Hả? Ngày xưa ba tôi chỉ có một, bây giờ thì... Chơi nó! Từng yêu nhau kể từ đây
ta không quen biết nhau xa như chưa từng yêu nhau, thì giờ đây anh đã không có đau bay đâu. Cũng chưa từng yêu ai giống như em từng yêu anh. Anh biết không, em đã có tâm nhiều lắm. Thà ta không quen biết nhau xa như chưa từng yêu nhau, kể từ đây anh sẽ khép kín con tim mình. Em cũng chôn giận trong tim những phút giây ở bên anh, kể từ đây anh đối với em là kỷ niệm. Anh cũng chôn giận trong tim những phút giây ở bên em, kể từ đây ta đối với nhau là kỷ lặng trong đêm của anh yêu, mộng nhớ anh thật nhiều, giờ không còn chung bước. Hạt mưa vẫn nhẹ rơi, đêm với ta một mình, vụn vờ bao giấc mơ kia. Lòng với những mộng nhớ, nước mắt em nhạt nhòa, hẹn thế như dòng sông trôi. Từng mưa sẽ quên hết, khi nắng mai soi lên sẽ quên bao muộn phiền vương vấn. Để nước mắt sẽ bôi xóa bao yêu thương ngày hôm qua. Dù đến lúc em phải nói em đang yêu anh rất nhiều. Dẫu kỷ niệm xưa chôn sâu đáy lòng vì khoảng cách đôi ta quá xa. Gửi gió cuốn đi quá khứ em dâu đi nỗi buồn vào tim. Để anh sống bên ai khác anh luôn vui luôn cười từng. Em rời xa mỗi người một nơi và em phải cố quên anh thôi để tim này đừng buồn. Quá khứ đã qua, tôi giờ đây đã hiểu ra hận thù không đem lại điều tốt đẹp gì. Và bây giờ, tôi chọn cách tha thứ như liều thuốc đem lại lối thoát của sự hận thù cho tôi và anh Phong. Em còn hận anh lắm phải không? Dù có hận anh cũng không làm ba và anh của em sống lại được. Anh nghĩ rằng mọi chuyện cũng đã qua. Anh xin lỗi em nha. Mong ba và anh hai sẽ được yên bình nơi chính suối. Qua câu chuyện này, tôi muốn gửi đến ai đang nuôi hận thù trong người, hãy tập cách tha thứ và tập cách quên đi những hận thù để có thể thấy thanh thản và nhẹ lòng hơn.